Kinh Mục Liên vấn giới luật trung ngũ bách khinh trọng sự. Bản tương đương với số 1483, hán dịch mất tên người dịch, nay xếp vào hạng dịch phẩm đời Đông Tấn. Quyển Thượng, phẩm 1, Nam Thiên, tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại khu vườn Trúc Calanda thuộc thành Vương Xá, lúc ấy Tôn giả Mục Liên từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con có điều muốn thưa hỏi, nguyện xin Đức Thế Tôn giảng nó cho con. Đức Phật dạy lành thay, những điều ông thưa hỏi có thể làm lợi ích lớn lao cho vô lượng chúng sanh. Ông hãy thưa hỏi tùy ý. Tôn giả Mục Liên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo ở đời mạt pháp, khinh chê lời dạy của Đức Phật thì phạm giới chúng học, dùng lẫn lộn vật của Tam Bảo, sẽ bị đọa vào chúng nào? Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên, hãy lắng nghe, lắng nghe. Như Lai sẽ giảng nói cho ông, nếu tỳ kheo không biết hổ thẹn khinh mạng lời Phật, phạm giới chúng học, bị đọa vào địa ngục bằng 500 năm ở cõi trời Tứ Thiên Vương, tương đương 900.000 năm ở nhân gian. Phạm Ba La Đề Đề Xá Ni thì bị đọa vào địa ngục bằng 1.000 năm ở cõi trời 33, tương đương 3 ức 60.000 năm ở nhân gian. Phạm Ba Giật Đề thì bị đọa vào địa ngục bằng 2.000 năm, tương đương 20 ức ngàn năm ở nhân gian. Phạm Thâu Lan Giá thì bị đọa vào địa ngục bằng 4.000 năm ở cõi trời Đâu Xuất, tương đương 50 ức 60.000 năm ở nhân gian. Phạm Tăng Già Bà Thi Sa thì bị đọa vào địa ngục bằng 8.000 năm ở cõi trời Bất Kiêu Lạc, tương đương 230 ức 40.000 năm ở nhân gian. Phạm Ba La Di thì bị đọa địa ngục bằng 16.000 năm ở cõi trời Thọ Tự Tại, tương đương 921 ức 60.000 năm ở nhân gian. Phẩm 2. Thưa hỏi về Phật. Hỏi: vật của Phật trước đây đã ở chỗ này, có tỳ kheo lấy làm Phật sự chỗ khác, phạm tội gì? Đáp: phạm tội khí, tất cả vật của Phật không được di chuyển. Nếu có nạn, chúng ta đi hết phải bạch chúng, nếu chúng chấp nhận thì được chuyển đi chỗ khác, không phạm tội. Hỏi: vật của Phật được mua để cúng dường không? Đáp: được. Hỏi: vật của Phật đem làm nhà cho thuê được không? Đáp: tất cả vật của Phật chỉ được mua, không được cho thuê. Hỏi: tỳ kheo làm Phật sự được sai người giúp việc trong chùa đi mượn bò, lừa ngựa không? Đáp: nếu biết vốn là vật của Phật thì không được, không biết thì được, vì phi pháp nên được. Hỏi: đất của Tăng đang xây tháp, dùng vật của Phật xây cất bày vẽ bên trong, có thể ở không? Đáp: nếu biết mà vào ở phạm tội đọa, không biết thì không phạm. Nếu biết mà ở, càng giáng hơn 3 lần phạm quyết đoán, càng giáng hơn 4 lần thì tội càng tăng thêm, phạm tội nặng. Hỏi: trước đây chùa chiền bị hư nát, người chủ nhân xuất tiền của xây cất lại, dùng tiền đó cúng cho tỳ kheo, tỳ kheo có thể nhận không? Đáp: không được. Hỏi: đất của Tăng, vật của Phật lấy xây cất, bày vẽ ở đất ấy, trước đây có giếng, có hoa quả, rau trái có thể ăn không? Đáp: không được ăn. Nếu vật của đàn Việt làm Phật sự, trước đây họ dùng hoa quả rau trái cúng cho Tăng thì được ăn, họ không cúng thì không được ăn. Nếu mua hơn 5 tiền, nếu biết lại không mua mà ăn thì tính theo số tiền nhiều hay ít đều phạm tội. Hỏi: mắc nợ vật của Phật thì trả thế nào? Đáp: phải trả lại bằng giá trị vật cũ. Vì vật của Phật không được xuất ra nhập vào, cho nên không trả thêm. Tuy vật vẫn bị đọa, tuy vậy vẫn bị đọa vào trong địa ngục. Thuở xưa sau khi Phật diệt độ, có một tỳ kheo tinh tấn không thông minh. Có một bà la môn thấy tỳ kheo tinh tấn thông minh, nên đem con gái đến chỗ tỳ kheo xin được làm tỳ kheo ni. Tỳ kheo liền nhận, cô ấy gái ấy rất xinh đẹp. Sau đó tỳ kheo sinh tâm ái nhiễm làm hạnh bất tịnh, cùng chung sống với cô ta. Sử dụng vật của Phật, Pháp và Tăng, mỗi ngày lấy 1.000 vạn tiền để mua sắm y phục, thức ăn. Vị tỳ kheo ấy rất thông minh, có khả năng thuyết pháp làm cho người khác chứng đạo, đắc đạo bốn quả. Tự suy nghĩ, tội này rất nặng, liền muốn đền trả số tiền và vật dụng ấy. Tỳ kheo liền đến nước Sa Khư để khất thực, được rất nhiều tiền vật muốn trở lại để đền trả. Đến giữa đường, trong hang núi cách 7 bước là chỗ rắn độc ở, tỳ kheo biết đi thêm 7 bước sẽ chết, nên mới đi được 6 bước liền quay nói với đệ tử: hãy đến chỗ ấy để trả lại. Liền sai trở về nước, dặn: ngươi đem vật này về trả lại, rồi trở lại, ta sẽ đợi ngươi. Đệ tử đem trả vật rồi trở lại báo tin.
Tỳ kheo đi thêm 7 bước liền bị chết, đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Đầu tiên vào địa ngục nóng bức, chưa hết lại đến ngục cực nóng gọi là ngục nóng. Thấy vậy, vị ấy liền lớn tiếng đọc kinh chú nguyện. Các tội nhân và quỷ trong ngục nghe tiếng tụng kinh, vô số ngàn người được độ thoát. Ngục tốt rất giận dữ, liền cầm chĩa ba đánh vị ấy. Tỳ kheo kia liền qua đời, được sanh lên cõi trời 33. Do việc này nên biết, mắc nợ vật của Phật Pháp Tăng thì không thể không trả lại. Tuy vẫn chịu tội, nhưng có lúc cũng được thoát khỏi. Hỏi quyết trên tháp Phật có được bỏ đất và có tội không? Đáp được bỏ, không được dùng là việc khác. Hỏi vật của Phật lấy cho người khác, lấy cho con và tự sử dụng thì phạm tội không? Đáp, người cho vật của Phật thì đồng một loại với phạm tội nặng. Dù đem con dâng cho Phật còn không có phước vì đã hủy hoại pháp thân, còn bị nếu còn bị hình phạt. Hỏi vật của Phật, người chủ tính toán phân phát cho người giúp việc trong chùa về trẻ con, tỳ kheo có thể sử dụng không? Đáp, không được sử dụng vì là vật của Phật. Hỏi tỳ kheo làm việc cho Phật được thức ăn của Phật thì được ăn không? Đáp, không được. Tỳ kheo không lẽ là người khác, huống chi lấy vật của Phật như y phục thức ăn để dùng sao? Hỏi bạch y làm việc cho Phật được vật của Phật, họ dùng vật này làm thức ăn thỉnh mời tăng, tăng được ăn không? Đáp, không được ăn. Hỏi làm việc của Phật, việc của Pháp được phép cầm giữ vàng, bạc và tiền không? Đáp, không được. Nếu cất giữ thì phạm tội xá đọa. Hỏi người cúng cho Phật bò, lừa ngựa, nô tỳ để làm việc Phật, việc Pháp có nhận không? Đáp, được nhận để sử dụng, nhưng không được bán cung tên vũ khí, một vật không được nhận. Hỏi người cúng nhà cho Phật chưa sử dụng được ở không? Đáp, không được vì vật của Phật. Hỏi thắp đèn cho Phật ban ngày có thể tắt không? Đáp, không được, nếu tắt phạm tội đọa. Tuy Phật không có sáng tối, nhưng người cúng được phước, nếu tắt thì phạm tội. Hỏi, chẳng phải nơi thờ Phật mà thờ tượng Phật ở trong, có thể để trước chỗ ăn, chỗ nằm nghỉ không? Đáp được, nếu Phật ở đời, cũng ở phía trước chỗ ăn, chỗ nằm nghỉ, huống chi tượng Phật mà không được, nhưng nằm phải lấy bức ngăn lại, nếu có đèn sáng không được dùng trong chỗ ở, nếu mình có đèn thì được. Hỏi nhìn ngắm Phật trên tranh, Phật trên tháp, Phật trên vách tường, phạm tội gì? Đáp không biết thì không phạm, nếu việc gấp hoặc nạn thì cũng không phạm, nếu biết mà nhìn ngắm phạm xá đọa. Cây nhớ hơn 3 lần phạm quyết đoán, cây nhớ hơn 4 lần phạm tội khí. Hỏi đã có vật để làm kinh Phật là nhận vật của người khác không dùng vật trước có được không? Đáp không được vì đã chấp nhận vật ấy rồi. Hỏi được phép mua hình tượng Phật trên tấm vải may áo không? Đáp không được. Hỏi khen chê hình tướng tượng Phật phạm tội gì? Đáp tất cả tượng Phật không hỏi xấu đẹp không được khen chê, tội rất nặng nhất định không nên làm. Hỏi người tạc tượng Phật nhưng không làm lỗ mũi, người sau được làm không? Đáp không được. Hỏi trên vách, hỏi vách tường nơi thờ Phật đường được cầm vật dựa vào không? Đáp không được phạm tội đọa. Xưa có một tỳ kheo muốn vào chùa lễ Phật, có một bà la môn biết xem tướng, thay vì tỳ kheo ấy có tướng thiên tử liền nói với tỳ kheo: ta có một đứa con gái sẽ gả cho ông. Tỳ kheo nói sau khi lễ Phật về. Tỳ kheo cầm gậy tiết dựa vào vách tường điện Phật rồi vào trong chùa lễ Phật. Khi trở ra, bà la môn lại nói không gả cho con gái nữa. Tỳ kheo hỏi sao không đem con gái gả cho tôi. Bà la môn nói không gả. Vì sao không gả? Bà la môn nói vừa rồi thì ông có tướng tôn quý nên tôi nói gả, bây giờ không còn tướng ấy vì vậy không cho. Vì sao? Vì ông đã diệt mất công đức kia, vì vậy không được để vật dựa vào vách tường điện Phật và vách tháp để phạm giới là còn mất hết vô lượng công đức. Hỏi vật của Phật được làm tượng trời, người và súc sanh không? Đáp, làm để hầu bên Phật thì được. Hỏi tỳ kheo độ người không hỏi rõ đầu đuôi mà độ người ấy, sau đó mới biết là người giúp việc trong chùa đó không đuổi đi, phạm vào tội gì? Đáp, biết mà độ thì phạm tội nặng,
Nếu trước không biết, khi biết liền đuổi, nếu không đuổi, phạm tội nặng. Hỏi người ấy là người tu đại đạo phải không? Đáp không phải. Hỏi có của cải riêng đưa cho tỳ kheo làm tượng Phật, người làm được lấy vật không? Đáp không được. Hỏi lá phướng trước tượng Phật được lấy làm Phật sự không? Đáp Phật sự thì được dùng, hoặc đàn vị không cho, không được. Hỏi được đảnh lễ bảy đức Phật ở quá khứ? Đáp được vì đồng là pháp thân. Hỏi nếu người trước đây hứa với Phật làm ba hội, nhưng sau đó làm một hội hoặc ba hành hương hoặc ba bố thí được không? Đáp không được, vì sai lời hứa nên phạm tội. Hỏi tỳ kheo phạm tội quyết đoán được ở trong đất Phật sám hối không? Đáp không được. Hỏi ngôi chùa quá cũ kỹ lâu đời, không còn tường vách ngăn che, không biết đất Phật gần hay xa, nếu người muốn làm sao biết được bờ nào bằng phẳng? Đáp không biết. Mà có ý muốn làm bờ bằng phẳng vì không biết nên càng tăng thêm sự tổn hại chứ không có tội. Hỏi vật của Phật lấy làm nhà cho mẹ con của quỷ và làm tượng có tội không? Đáp có tội vì lấy vật của Phật cho người khác. Hỏi được đảnh lễ tỳ kheo trước tháp Phật không? Đáp không được, nếu đảnh lễ phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo buôn bán tượng Phật có tội gì? Đáp giống với tội buôn bán cha mẹ. Hỏi tỳ kheo tự tay đốn chặt cây đào đất xây cất chùa tháp Phật và làm hình tượng có phước không? Đáp còn không tránh khỏi địa ngục chịu tội khổ lớn, huống là có phước vì đã phạm giới. Phẩm ba, thưa hỏi về pháp. Hỏi ngồi trên tòa cao thuyết pháp trước mọi người, mặc y phục thế tục có thể cho thuyết pháp không? Đáp cả người nghe và người thuyết pháp đều phạm. Nhiều người đã can gián hơn 3 lần mà không sửa đổi thì phạm đồ cát la. Can gián hơn 3 lần phạm tội đọa, can gián hơn 3 lần mà vẫn làm thì phạm quyết đoán. Phải can gián hơn 3 lần khiến cho bỏ. Giả sử không nghe lời can gián, qua 3 lần thuyết giới thì tội càng tăng thêm. Hỏi người thuyết đúng như pháp, còn người nghe pháp không đúng như pháp, có được thuyết pháp không? Đáp giống như trên. Hỏi thỉnh người thuyết pháp trước đây che màn trên cao là vật cúng dường Phật được mời để ngồi dưới thấp không? Đáp không biết thì không phạm, biết thì không được ngồi. Hỏi chỗ tăng ngồi trước đây có thờ Phật, sau đó tăng có thể ngồi thuyết pháp không? Đáp Phật ngồi thì được, trước đây á là tăng ngồi thì không được. Hỏi nếu người thỉnh tỳ kheo đến tụng kinh và thuyết pháp, họ cúng vật có được nhận không? Đáp nếu có tâm mong cầu mà nhận thì phạm tội sa đọa, nếu không có tâm tham mà nhận thì không phạm, nếu không có y bát mà nhận thì không phạm. Hỏi ngồi trên tòa cao thuyết pháp ở trong chúng tăng được ngồi ghế giữa cầm pháp tràng không? Đáp bệnh được ngồi ghế giữa cầm quạt có đuôi thì phạm tội đọa, nếu không phải quạt có đuôi thì được. Hỏi cất kệ kinh điển về giới luật có phạm không? Đáp phạm sa đọa. Hỏi thầy mặc y phục tiếp tục được đảnh lễ và thuyết pháp không? Đáp được, không bệnh thì không được thuyết pháp. Hỏi cư sĩ đội mũ trên đầu có được thuyết pháp không? Đáp trừ các bệnh phải đội trên đầu, ngoài ra thì không được. Hỏi trên kinh có bụi đất cỏ lá dơ bẩn được thổi xuống không? Đáp không được thổi. Hỏi tỳ kheo chép kinh có được cầm vật khác không? Đáp không được, nếu cầm thì phạm tội sa đọa. Hỏi để thức ăn trên kinh phạm tội gì? Đáp nếu có tâm xem thường thì phạm quyết đoán, không có tâm xem thường thì phạm tội sa đọa. Hỏi giới luật không sử dụng để rơi rớt có thể đốt không? Đáp không được, không biết đốt có tội mà đốt thì phạm sa đọa. Nếu biết đốt có tội mà đốt thì phạm tội quyết đoán, vì như dùng phương tiện phá hoại tăng chúng cũng như thiêu đốt cha mẹ. Phẩm 4, thưa hỏi về kiết giới, kiết cương giới. Hỏi kiết cương giới là gì? Đáp pháp kết cương giới là nơi hang núi trong ao đầm chỗ không có người, tùy ý xa hay gần, nội trong thành ấp xóm làng thì không được kết cương giới quá xa, cũng không được kết cương giới ban đêm. Khi kết cương giới thì kheo cần phải đứng ở đầu 4 góc, không cho người bên ngoài vào. Nếu người bên ngoài vào thì kết cương giới không thành.
Trước hết, kết giới trường, tất cả con cháu trong chùa, cư sĩ, nô tỳ phải ra khỏi giới trường. Sau đó mới quy định bốn hướng, khi kết cương giới phải trừ ra bốn chỗ. Một là xóm làng, hai là bên ngoài xóm làng, ruộng đất của người đời thường làm việc, ba là chỗ hoang vắng, trong núi ao đầm. Sau lúc thuyết giới, yết ma gặp nhiều nạn, tăng không thể đến được. Phải bạch chúng cầu xin kết tiểu giới riêng, nếu chúng chấp nhận, chỗ đó chúng không đủ năm người, nên sai tăng đến kết giới riêng. Đây gọi là chỗ an cư của khu già lam. Bốn là thọ giới trường, trước khi kết giới phải trừ để kết giới trường, trừ xong mới kết cương giới, hoặc làm như vậy, hoặc kết đại giới trước, sau đó kết cương giới làm chỗ thọ giới. Như giới công đã nói, sợ không tệ đắc giới, nhưng lại nói không biết, thì đồng với lúc chưa chế định. Nhưng điều này có thể chấp nhận được. Có người nói, nếu tỳ kheo bị bệnh, không thể đến được trong chúng tăng, cầu xin kết giới riêng trong một phòng, tăng cũng nên chấp nhận. Trước hết, giải đại giới cho kết cương giới riêng, sau đó trở lại kết đại giới. Tất cả tỳ kheo ban đêm không được đem y, cũng không được vào nơi ấy. Trong một hướng xứ có cương giới riêng, một tỳ kheo có thể đánh kiền trì thuyết giới. Trước hết phải hứa đến tăng bốn phương để sám hối, sau đó cũng nói ba lần tam ngữ, là nói ba lần hỏi kết cương giới được thông qua đất Phật để kết không. Đáp không được. Nếu cho thọ giới trong đây, nếu trước đây không biết pháp, đã thọ và đắc giới rồi, nếu sư tăng biết mà quý làm sai có tội. Họ đi trên thuyền được kết cương giới không? Đáp được. Nếu có sa di cư sĩ thì bảo họ lên bờ, sau đó kết cương giới. Nếu không bảo họ đi ra, phải ngăn chia ra một chỗ, sau đó kết cương giới. Sau khi kết cương giới, ban đêm cho tỳ kheo không được cầm y lội xuống nước. Hỏi chúng tăng đi hết, chỉ còn sa di ở trong cương giới có được không? Đáp dù chỉ một ưu bà tắc thanh tịnh thì cương giới cũng không bị mất, huống chi là còn sa di suốt một đêm, cương giới không bị mất. Nếu tăng đi hết không trở lại cũng không cần giải. Hỏi giặc cướp đến trong cương giới giết tỳ kheo, cương giới ấy có bị mất không? Đáp không bị mất. Hỏi 1, 2, 3, 4 người đi trên đường hoặc ở trong nhà bạch y được kết cương giới không? Đáp không được. 5 người trở lên mới được kết cương giới. Hỏi kết cương giới được thông qua sông ao để kết không? Đáp tất cả những nơi dòng nước ngưng động thì đều được. Nếu nơi nước chảy thì không được vì không biết bờ ở đâu. Hỏi sau khi kết cương giới không đến kiền trì thì cương giới có bị mất không? Đáp không bị mất. Hỏi kết cương giới được thông qua con đường lớn để kiết không? Đáp được. Khi kết cương giới phải sai người đứng ở hai đầu đường để ngăn người đi, sau đó kết cương giới. Hỏi đất không có chủ có thể kết cương giới được không? Đáp được, như phép của Úc Đơn Việt. Hỏi kết cương giới trước rồi sau đó có nước lớn hoặc đào hầm dài 15 bước hoặc hành dục trong đó, cương giới này có bị mất không? Đáp hoàn toàn không bị mất. Có người nói rằng giả sử đào hầm hố lớn sâu rộng một cho tuần thì cương giới vẫn không mất, huống gì như cái hầm nhỏ. Hỏi tỳ kheo được ở cách đêm chỗ cương giới của nơi không? Đáp được, cũng không được rời y, nhưng không được vào trong phòng. Hỏi tăng kết cương giới xong, sau đó có tăng đến ở chung, không đem theo y, có mất y không? Đáp không mất, vì khi kết cương giới để thông qua tăng 3 lần. Hỏi tăng tập hợp chưa đủ được kết cư giới không? Đáp, nếu có việc dặn lại thì được, không có việc thì không được. Hỏi một lần kết cư giới được ở báo bao lâu? Đáp, không có nhất định về thời gian, nếu thí chủ cúng thêm đất mới kết cư giới lại. Hỏi trước đây tăng kết cư giới không giải mà bỏ đi, sau đó chúng ta lại đến kết cư giới có được không? Đáp không được. Hỏi khi kết giới trường cần phải tập hợp tất cả chúng tăng là nhiều, ít hay tùy ý?
Đáp, 5 người trở lên thì được, vì không có đại giới. Chúng không tập hợp thì không phạm. Hỏi, kết giới trường cần phải đến giới trường cũng được kết từ xa không? Đáp, cần phải đến giới trường mới được kết. Hỏi, hai chúng kết gương giới được qua lại để kết không? Đáp, không được qua lại, chỉ được kết thông giới. Hỏi, trong một số cương giới được đánh hai lần kiền chùy không? Đáp, được, nhưng không được chia hai trú xứ để thuyết giới. Yết ma làm các việc tăng, chỉ được thắp hương ăn uống mà thôi. Hỏi, đại tăng được kết thông giới cùng ly không? Đáp, được. Phạm Năm hỏi về tuổi hạ an cư. Hỏi, giờ mùa hạ, ngày nào được kết an cư? Đáp, từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5, ngày nào cũng có thể kết hạ, đây gọi là ngày đầu an cư. Nếu có nạn không được kết hạ hoặc năm 4-3 ngày, cho đến hết 1 tháng không mất tiền an cư, đây gọi là 30 ngày kết hạ, 1 ngày thọ tuổi hạ. Còn người hậu an cư chỉ có 1 ngày được kết hạ an cư, qua ngày 15 tháng 7, có nạn thì ngày nào cũng có thể thọ tuổi hạ. Cho đến hết ngày 15 tháng 8, đây gọi là 1 ngày kết hạ, an cư 30 ngày thọ tuổi hạ. Hỏi, kết hạ an cư thọ pháp 7 ngày, thọ từ ngày đầu an cư hay đến lúc đi mới thọ? Đáp, nếu thọ từ ngày đầu an cư thì tốt, đến ngày đầu an cư không được thọ thì lúc sắp đi thọ cũng được. Luận về thọ phép 7 ngày, nhưng đi không đủ 7 ngày mà trở về, sau đó đi lại thì không được thọ. Phải tính đủ 7 ngày mới được thọ, nếu quên mất thì có thể thọ lại. Hỏi, ở trong hạ an cư không nhận 12 vật như giường nằm, nhà ở được an cư không? Đáp, không cần phải nhận. Hỏi, kết hạ an cư mà không an cư được tuổi hạ không? Đáp, nếu trước đây không biết phép an cư thì được thọ tuổi hạ, còn biết mà làm trái thì không được. Hỏi, không kết hạ không an cư thọ tuổi hạ được không? Đáp, nếu trước đây không biết có phép kết hạ, không biết có phép an cư thì được thọ tuổi hạ, nên hướng về chúng ta sám hối. Nếu trước đây biết phép mà cố ý làm trái thì không được. Hỏi, không kết hạ mà an cư được tuổi hạ không? Đáp, giống như việc trên. Hỏi, trong hạ an cư được vào sông ao nước tắm được không? Đáp, thu cương giới thì được, hoặc thọ 7 ngày nên đi qua sông cũng được. Hỏi, ở trong hạ phạm quyết đoán nhưng không sám hối thọ tuổi hạ được không? Đáp, thì có tội nhưng không được thọ tuổi hạ. Vì sao? Vì là tỳ kheo. Hỏi, thọ tuổi hạ nhưng không hòa hợp được tuổi hạ không? Đáp, trước hết phải sám hối, sau đó thọ tuổi hạ. Nếu người ấy không sám hối, chúng phải tận suất mới được thọ tuổi hạ. Nếu người ấy không chịu ra khỏi chúng, phải can gián 3 lần. Can gián hơn 3 lần mà không chấp nhận phạm tội quyết đoán, can gián hơn 4 lần phạm tội trọng, hoặc dùng sức mạnh để đuổi, hoặc bức ép đuổi ra khỏi cương giới thì tốt. Nếu người kia không chịu ra, phải đóng chặt cửa, cho ở trong một phòng, sau đó chúng thọ tuổi hạ. Vì người đó không phải là tỳ kheo, nếu có người nhiều người xấu, chúng đã không tận xuất thì phải tách ra khỏi cương giới. Nếu cùng họ thọ tuổi hạ thì không được tuổi hạ. Hỏi, ở trong hạ an cư được trốn thầy làm phước không? Đáp, được, nhưng không được tự tay làm việc. Hỏi, ở trong hạ được cầm quạt phất trần không? Đáp, tất cả loại quạt có đuôi thì không được cầm, quạt đan bằng tre thì được. Hỏi, người họ an cư đến ngày 15 tháng 7 được thọ tuổi hạ rồi đi không? Đáp, không được. Nếu trước đây không biết mà thọ tuổi hạ thì được, nếu biết phép mà cố ý làm trái thì không được. Nếu chúng đã hợp tăng đã nhận thể rồi, nếu khi người hậu an cư thọ tuổi hạ thì người tiền an cư cũng vậy. Hỏi, hai người đồng tuổi hạ, người nhỏ tiền an cư, người lớn hậu an cư. Người tiền an cư thọ tuổi hạ, người hậu an cư chưa thọ tuổi hạ. Ở trong một tháng, người nào lớn hơn? Đáp, người trước đó đã lớn hơn nên làm lớn vì tính theo ngày cũ. Hỏi, ở trong hạ không thọ phép 7 ngày, có một vài việc nhỏ ra khỏi cương giới được an cư không? Đáp, sám hối thì được. Hỏi, ở trong hạ có một nhân viên được thọ 7 ngày 3 lần không? Đáp, được. Hỏi, ở trong hạ có người không an cư hoặc 10 người,
đến 15 người muốn đến ở nhờ cùng thờ tuổi hè không? Đáp, nếu kịp lúc hậu an cư thì phải kết giới, nếu không kịp hậu an cư thì không được. Nếu người này hoàn toàn không biết phép an cư thì được thu nhận, nếu biết có mà làm trái thì không được. Hỏi, ở trong lúc hạ an cư vì việc tam bảo hoặc bệnh tật và gặp những tai nạn được dời chỗ ở an cư không? Đáp, được. Phải bạch chúng, thọ pháp 39 ngày. Thọ pháp 39 ngày rồi, có một việc liền ra khỏi cương giới 39 ngày. Đủ 39 ngày trở lại được thì tốt, nếu không được cũng có thể ở chỗ ấy thọ tuổi hè không phạm. Nếu ngày đầu an cư không thọ, đến lúc sắp đi thọ cũng được. Nếu an cư đã đủ 39 ngày, có việc cần ra khỏi cương giới thì không cần thọ lại. Nếu có việc không trở lại cũng có thể ở nơi ở khác thọ tuổi hè. Hỏi, không kiết hạn an cư hoặc không thọ phép 7 ngày có được hạ lạp không? Đáp, không biết phép an cư thì được hạ lạp, không được hạ an cư. Nếu đã hạ an cư, tăng an gián một lần trở lại nhận thì tốt. Càng gián hơn 3 lần không nhận thì phạm tội quyết đoán và sám hối trở lại. Nhận thì được, khi nhận phải bạch chúng mới có thể được nhận. Hỏi, tỳ kheo không thọ tuổi hạ phạm tội gì? Đến một tỳ kheo không thọ tuổi hạ, chúng nên can gián khiến cho thọ. Can gián lần thứ nhất cho đến lần thứ ba mà thọ thì tốt. Nếu can gián hơn 3 lần vẫn không thọ thì phạm quyết đoán. Can gián hơn 4 lần vẫn không thọ thì chẳng phải sa môn vì không chịu thọ phép ấy. Hỏi, người mới thọ giới hạ an cư cùng trong ngày nhưng kết hạ an cư, sau đó được tuổi hạ không? Đáp, được. Nếu sau một đêm thì không được. Hỏi, ở trong hạ an cư quên không được phép 7 ngày, ra khỏi cương giới 1 ngày, được an cư không? Đáp, nhờ liền sám hối thì được. Trong 1 ngày an cư không được sám hối 3 lần, sám hối quá 2-3 lần thì không được tuổi hạ. Hỏi, khi thọ tuổi hạ, nếu trời mưa được vào nhà thọ tuổi hạ không? Đáp, được. Hỏi, đi đến nơi nào đó để kết hạ an cư vì có chướng ngại nên không thể đến được, được đổi chỗ an cư kết hạ không? Đáp, không được. Giả sử đến chỗ khác để hậu an cư, nếu trên đường đi có chút xíu cổ tăng phải tập hợp để kết hạ an cư, phải ở lại 2-3 ngày, sau đó thọ pháp 39 ngày thì được đi. Nếu không có chút xíu cổ tăng, 50 người trở lên cùng cái chế an cư, sau đó một hoặc hai người ở lại để giữ cương giới, đủ 39 ngày mới được đi. Nếu người đi sau không đủ 39 ngày mà bỏ đi, người đi trước không biết nên không mất an cư, người đi sau thì bị mất. Hỏi, một người cho đến bốn người được ở trong nhà cư sĩ kết hệ an cư không? Đáp, không được. Năm người trở lên mới được. Hỏi, một người ở chỗ thanh vắng được kết hệ an cư không? Đáp, trước đây có kết cương giới. Hai người trở lên thì được, một người không thể được vì không có người cùng tòa an cư, không có cương giới, nên hoàn toàn không được. Nếu muốn an cư riêng, phải thỉnh tăng kết cương giới, sau đó an cư. Hỏi, tỳ kheo trong hạ an cư, nhận lời người khác thỉnh và nhận đồ vật của người khác gửi, hoặc trải qua 10 ngày cho đến 3 tháng, được như vậy không? Đáp, không tắc ý tham mà nhận thì không giới hạn thời gian. Hỏi, ở trong hạ an cư trong cương giới có làm công việc được an cư không? Đáp, việc phước thì được làm, ngoài ra thì không được. Hỏi, văn thọ hạ an cư nói phòng nhà bị hư hoại phải tu sửa lại, vậy làm lúc mới an cư hay an cư xong? Đáp, trong 3 tháng nếu nhà bị hư thì nên sửa chữa. Hỏi, trong khi thọ tuổi hạ, nên chúng đến trong cương giới cầu xin thọ tuổi hạ, nên cho thọ tuổi hạ không? Đáp, hai vị ni trở lên thì được, một người thì không được. Vì sao? Vị ni một mình đi ra khỏi cương giới phạm tội nặng. Phẩm 6, hỏi về việc độ người. Hỏi về việc độ người. Hỏi, một người được độ sa di không? Đáp, hai người mới được độ. Hỏi, độ sa di được lãnh hòa thượng từ xa không? Đáp, không được. Hỏi, chưa đủ năm hệ lạp độ người phạm tội gì? Để tới kia đắc giới không?
Đáp nếu biết phi pháp mà độ phạm tội đọa, nghe giảng hơn 3 lần không dừng phạm nghiệp đoán. Nếu đệ tử không biết phi pháp thì đắc giới, nếu biết thì không đắc giới. Hỏi tỳ kheo không thông hiểu giới, là không biết các việc tăng đùa nhiều người xuất gia làm hoặc làm tam sư, hòa thượng, yết ma sư, giáo thọ sư, có phạm không? Đáp người ấy còn không nên ăn thức ăn của tánh thí, huống gì là độ người. Hỏi nếu có người, nếu người có cha mẹ phép vua không chấp nhận, tỳ kheo lén dẫn về độ phạm tội gì? Đáp phạm tội nặng. Nếu con lớn tìm bắt người ấy theo tỳ kheo xin xuất gia, nếu tỳ kheo biết mà cho ở, dù chưa độ cũng phạm tội nặng. Hỏi con xuất gia trước, cha mẹ xuất gia sau, nên đến chỗ con mình để xuất gia, người con được độ không? Đáp được. Hỏi tỳ kheo phạm giới được độ người không? Đáp phạm tội nặng. Không có lý nào là độ người, nếu phạm tội quyết đoán cũng giống như trên vì chưa đủ năm hạ lạp. Nếu phạm giới nhẹ, phải làm phép sám hối, sau đó được độ. Hỏi cư sĩ xin một tỳ kheo để xuất gia, tỳ kheo liền độ. Bề tỉnh hòa thượng làm giới sư, tỳ kheo đó là thầy phải không? Đáp không phải thầy. Nếu sau theo vị đó tọa pháp, vị đó có thể làm pháp sư. Nếu muốn cư nương theo thì vị đó có thể làm y chỉ sư. Hỏi tỳ kheo độ nhiều đệ tử và làm tam sư mà không dạy bảo phạm vào tội gì? Đáp phạm tội đọa. Thuở xưa thời Đức Phật Ca Diếp có một tỳ kheo độ đệ tử, nhưng không dạy bảo đệ tử làm nhiều điều phi pháp. Khi họ qua đời, sanh trong loài rồng, phép của rồng 7 ngày bị một ngọn lửa đốt cháy thân thể đến tận xương, chớ rồi sanh trở lại bị thiêu cháy tiếp, không thể chịu nổi khổ đau, liền suy nghĩ trước đây tôi có tội gì mà đau khổ như vậy, liền quan sát mạng sống đời trước, thấy mình xưa làm sa môn không giữ giới cấm, thầy cũng không dạy, đừng nghĩ ác độc, tức giận thầy mình, càng nghĩ càng muốn làm hại, biết sau này vị thầy đó cùng 500 người đi trên thuyền vượt qua biển cả, rồng liền phun nước làm chìm thuyền. Mọi người liền hỏi ngươi là ai? Đáp, nếu các người thả tỳ kheo này xuống biển thì ta sẽ thả các ngươi đi. Hỏi tỳ kheo này vì sao can dự vào việc của ngươi, sao không cần người khác, chỉ còn tỳ kheo này làm gì? Rồng nói, tỳ kheo này vốn là thầy của tôi, do không dạy dỗ tôi khiến tôi hôm nay phải chịu đau khổ thế này, nên tôi chỉ còn vị ấy. Mọi người không được ngăn cản việc này. Thấy rồng sắp nhấn chìm mình xuống nước, nên tỳ kheo nói, ta tự nhảy vào biển, không cần ngươi nhận chìm. Tỳ kheo ấy liền nhảy xuống nước tan thân mất mạng, sanh vào các nơi khổ đau chịu vô lượng tội. Lấy việc này chứng minh độ người không thể không chỉ dạy. Phẩm 7 hỏi về việc thọ giới. Hỏi sa di phạm 10 giới hoặc 1, 2, 3 giới mà không sám hối, thọ đại giới có đắc giới không? Đáp, nếu nhớ mà không sám hối thì không đắc giới, không nhớ lại không biết pháp để thọ trì thì đắc giới. Luận về phép thọ giới thì phải hỏi sa di, ngươi phạm giới không? Nếu sa di nói phạm liền phải dạy phải sám hối. Nếu bổn sư không hỏi thì khi tăng đăng đàn thầy phải hỏi, nếu không ai hỏi thầy phạm sa đọa. Hỏi đã thọ đại giới sám hối lỗi đã phạm khi còn sa di không? Đáp được sám hối, giống như pháp sám hối của sa di. Hỏi sa di đăng đàn sắp thọ đại giới hoặc mặc áo thế tục, chân mang giày hoặc y bình bát không đủ, lúc ấy đi mượn thì đắc giới không? Đáp, tuy mặc áo thế tục thầy không hỏi thì không đắc giới, ngoài ra đều đắc giới. Sư tăng phạm tội đọa. Hỏi nếu có tỳ kheo không xả giới mà làm sa di hoặc làm người tu đại đạo được thọ giới lại không? Đáp, không được. Hỏi nếu không đắc giới trước để thọ giới nên có cho ở không? Đáp cho ở. Hỏi về sau người ấy gọi có gọi là thầy không? Đáp không thể được. Hỏi nhiều người thọ giới là tính một người làm thầy, có thể 10 người hoặc 5 người thọ giới một lúc không? Đáp, không có lẽ đó. Hỏi sa di thọ đại giới, tỉnh một tỳ kheo làm đại giới sư, mà tỳ kheo này không biết yết ma và phép thọ giới, liền tỉnh một vị khác cho thọ giới. Vậy ai là thầy? Đáp, vị cho thọ giới là thầy, người không trao giới pháp thì chẳng phải thầy. Hỏi sư tăng đăng đàn hoặc mặc áo thế tục
hoặc phạm giới cấm. Người thọ giới phải đắc giới không? Đáp, nếu người thọ giới biết là phi pháp thì không đắc giới, không biết thì đắc giới. Hỏi, thọ giới khi chúng ta không hòa hợp hoặc đánh mắng nhau có đắc giới không? Đáp, nếu lúc đăng đàn tăng hòa hợp thì đắc giới, không hòa hợp thì không đắc giới. Hỏi, thọ giới có hạn chế thời gian không? Đáp, cách đêm thì không được, đầu đêm, giữa đêm, không thắp đèn nến thì không được, còn phải thấy thân hình, màu sắc thì được. Hỏi, khi thọ giới hoặc gặp trời mưa nên chuyển đồ giới trường xuống dưới nhà, thọ giới có đắc không? Đáp, nếu muốn chuyển giới trường, trước phải giải đại giới, rồi kết giới trường mới được thọ giới, không như vậy thì không được. Hỏi, khi thọ giới hoặc có nạn không được hoàn hảo, người này có phải là đại tỳ kheo không? Đáp, chỉ ba lần yết ma xong là đủ. Hỏi, thọ giới đủ 13 việc, sau đó các giới sư hòa thượng không dạy bảo tiếp, có được đầy đủ giới không? Đáp, nếu thầy không dạy giới đến ngày 15 tiết giới, chú tâm lắng nghe thọ nhận thì được đầy đủ. Hỏi, thọ giới ba y không đủ, có cầm tiền mấy y, hoặc y đã nhuộm, hoặc không nhuộm, hoặc cắt may, hoặc không cắt may, được xem là y không? Đáp, hoàn toàn không được. Hỏi, khi thọ giới chúng tăng hiếm có và giới hạn, có bao nhiêu tăng được thọ đại giới? Đáp, trừ tăng sư, từ 5 tăng trở lên thì được. Hỏi, Sa Di đã từng giả là người tu đại đạo, thọ nhận đại tỳ kheo đảnh lễ, sau đó được thọ đại giới không? Đáp, không được. Hỏi, Sa Di từ tệ thầy ra đi, gặp sự khó khăn trở lại không được, đích thân đi đến chỗ khác thỉnh y chỉ sư để thọ giới, đắc giới không? Đáp, đắc giới. Hỏi, nếu tỳ kheo dụ dỗ Sa Di của người khác dẫn đến chúng khác cho thọ đại giới, phạm tội gì? Chúng kia biết nên chấp nhận không? Đáp, nếu vị thầy kia có việc phi pháp, Sa Di và người dắt đi không có tội. Nếu vị thầy kia không phải phi pháp thì người dẫn đi phạm tội nặng, khi đăng đàn tọa giới sẽ tăng phạm tội đọa. Xưa có một tỳ kheo trưởng lão, chỉ có một Sa Di theo hầu, có một tỳ kheo khác đến dụ dỗ dẫn Sa Di đi. Tỳ kheo trưởng lão này không có người hầu hạ nên không bao lâu liền qua đời. Nhân đó chế giới này không được dụ dỗ Sa Di của người khác. Nếu dụ dỗ Sa Di của người khác thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo thấy Sa Di của người khác chăm sóc người già bệnh mà bảo họ bỏ đi, nếu Sa Di này bỏ đi thì tỳ kheo này phạm tội nặng. Phẩm 8, hỏi việc nhận vật cúng dường. Hỏi, tỳ kheo nhận lời mời của đoàn việc đã nhận 4 vật phẩm cúng dường, được chia cho người không? Đáp, được. Hỏi, đã nhận 4 loại vật dụng suốt đời rồi, có một vài duyên sự đi ra ngoài, được ăn thức ăn ở bên ngoài, uống thuốc bên ngoài không? Đáp, thế chủ đồng ý thì được nhận. Hỏi, người khác muốn cúng vật cho tỳ kheo, trước hết hỏi tỳ kheo có hay không? Tỳ kheo thật sự đã có vì tâm tham nên lừa dối nói với người kia là không có, người kia liền đem vật cúng, phạm tội gì? Đáp, vì tham mà lấy nên phạm tội xá đọa, nói dối phạm tội đọa. Hỏi, nếu thức ăn của chúng tăng để dành cho thượng tọa được ăn không? Đáp, thượng tọa ăn với tâm tham thì phạm tội xá đọa. Hỏi, tỳ kheo không bệnh thì nói có bệnh khổ vì muốn xin thức ăn ngon, nếu có được và ăn phạm tội gì? Đáp, phạm tội nặng. Hỏi, không mặc ba y nhận thức ăn phạm tội gì? Đáp, phạm tội xá đọa. Hỏi, đang việc đến thỉnh hai ba người cần tăng chúng xuống không? Đáp, phải xuống. Hỏi, khi đại tỳ kheo yết ma phân chia đồ vật đi đến trong cương giới được chia không? Đáp, được. Hỏi, có người gửi đồ vật đến cúng cho một trưởng số tăng, dẫn đến sau có thêm một tỳ kheo đến trước chia theo an cư, tỳ kheo này có được phần không? Đáp, đến kiền trì thì được, không đến thì không được. Hỏi, tỳ kheo đi giữa đường, người phụ nữ cúng vật được nhận không?
Đáp, nếu là bà con họ quen biết nhau thì được nhận. Hỏi gạo cúng tăng, tăng đã đi, thí chủ cúng cho người sau, người sau và đến sau được ăn không? Đáp, đến kiền chùa được ăn, nếu không đánh kiền chùa ăn một bữa no thì phạm tử khí. Hỏi ngày mùng 8 tháng 4 thì phải cúng Phật, ngày 15 tháng 7 tăng ở trước đã đi, chủ chùa lấy cho tăng đến sau, tăng đến sau lấy để chia, phạm tội gì? Đáp, đến kiền chùa cùng phân chia cho tăng hiện tiền thì không có tội, nếu không đánh kiền chùa mà chia thì phạm tội trộm. Hỏi cư sĩ có cúng Phật, người đã nhận đi khỏi, cư sĩ lấy cho người đến sau, cho đến sau được lấy không? Đáp, được lấy. Đáp, phải hỏi người đã nhận có trở lại không? Nếu họ đáp không đến nữa, lưu chú nguyện rồi lấy. Nếu nói người kia sẽ đến thì không được lấy, nếu lấy để dùng phạm tội sa đọa, biết mà lấy phạm tội khí, vì đó là vật của tăng. Hỏi tỳ kheo lo liệu đời sống, được nhận và cúng dường cho tỳ kheo như y phục, thức ăn được nhận không? Đáp, lấy vậy thì phạm sa đọa. Nếu ở nơi nghèo cùng không có thức ăn, người khác sai cư sĩ làm thức ăn thì có thể ăn. Người quản lý đời sống phải bạch ý bạch chúng, vật này không phải là vật của tôi, là vật của tôi sai người làm thì có thể ăn. Nếu chủ nhân cúng cho người khác, người khác nói đây là vật của tôi thì có thể ăn. Hỏi thì kheo được bỏ đồ vật không? Đáp, không được, nếu bỏ phạm sa đọa. Hỏi nhận lâu dài đến 100 ngày nửa chừng được nhận ăn được một bữa không, hai bữa của người khác không? Nếu thí chủ chấp nhận thì được, không chấp nhận thì không được. Hỏi thì kheo ăn hoặc nhai một miệng cơm nhả ra, lấy bỏ chừng một miếng phải tội gì? Nếp phạm tội đoàn. Hỏi thì kheo nhất khất thực dư cho người không? Đáp, trước tâm không tham mà lấy nhiều thì được cho chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì để nơi cây, có chúng sanh ăn thì tốt, nếu không có chúng sanh sẽ mang trở lại lấy nước rửa rồi ăn, không được bỏ vì của tánh thí rất nặng, sở dĩ trở lại được lấy là vì không có chủ, như phép tự lấy thức ăn ở quốc đơn vị. Hỏi chủ nhân thỉnh cầu được nhận suốt đời không? Đáp, nếu chỗ ấy hành đạo được, không có các nạn, không có thiếu thốn thì được đến. Hỏi người chủ mời ăn, được sai người đi thay không? Đáp, nếu người chủ đồng ý thì được, nếu chủ nhân không thích đổi người đi thì phạm tội đọa. Hỏi thức ăn của mẹ con quỷ có thể ăn không? Đáp, phải chú nguyện sao mới được ăn. Hỏi người chủ cúng cho tỳ kheo bò, ngựa, nô tỳ thức ăn được nhận trực tiếp không? Đáp, được lấy dùng, không được bán. Nếu tất cả các loại binh khí cũng không được nhận. Hỏi người đem vật ra cúng tế, cúng xong bỏ đi để vật lại, tại đến sau được ăn không? Đáp, đến kiền chùa được ăn, còn đến kiền chùa mà ăn thì phạm tội trộm. Hỏi tỳ kheo cầm mâm thức ăn chia cho người khác phạm tội gì? Đáp, nếu đã hỏi và được cho phép thì không có tội, không được phép mà lấy ăn phạm tội đọa, nếu không hỏi cũng phạm tội đọa. Sở dĩ không phạm tội trộm vì cũng lấy tay nhận thức ăn. Hỏi tỳ kheo khất thực trước họ có hỏi tốt không? Tỳ kheo không đáp đúng sự thật, nếu nhận vật này phạm tội gì? Đáp, thật là tốt nói tốt phạm tội đọa, không tốt nói tốt phạm tội khí. Hỏi tất cả vật dụng trọn đời của tỳ kheo đem đưa cho người khác, nói về sau tôi sẽ trở lại lấy, như vậy được như vậy không? Đáp, được, có thể gửi cho người đáng tin, sau đó lại nói với người khác tôi đem vật cúng cho tỳ kheo kia rồi, nói là trở lại thì không được đích thân đi lấy. Phẩm chính, hỏi việc bệnh tật. Hỏi khi tỳ kheo bệnh được bỏ bát ăn hay không? Đáp, bệnh nặng thì được, bệnh nhẹ thì không được. Hỏi tỳ kheo bị bệnh không giữ ba y phạm tội gì? Đáp, nếu rất mệt nhọc là không tỉnh táo thì được, còn biết rõ thì không được. Hỏi thăm người bệnh không nói với người bệnh, tự đem tiền cho người bệnh khác mua thức ăn uống thuốc phạm tội gì? Đáp, nếu dùng 5 tiền phạm tội khí, sau đó nói với người bệnh vui vẻ thì không phạm, nếu người bệnh tức giận không trả lại cũng phạm tội khí. Hỏi
Vì bệnh nơi người chủ cúng mỗi ngày 100 tiền, chỉ còn 50 tiền là đủ. Số tiền dư được cho người bệnh khác mua thức ăn không? Đáp, người bệnh tự cho thì được. Hỏi, tỳ kheo bệnh không có người chăm sóc, được cho tỳ kheo là thức ăn không? Đáp, trong núi, chỗ không có người, đến vẫn không khất thực được. Trở lại thì được làm. Trong 7 ngày, trước phải tịnh thí củi, gạo, rồi nhận lại mới được làm. Hỏi, người bệnh cần 1-2 lít rượu đổ vào trong thuốc, có thể cho không? Đáp, nếu thầy thuốc nói hòa với thuốc để uống mới được lành thì được. Không được uống, không uống. Hỏi, thì khi bệnh được mặc áo lạnh không? Đáp, không được, vì giống với ngoại đạo. Hỏi, thì khi bệnh ung nhọt được sai người hút nhổ ra không? Đáp, được. Hỏi, thì khi bệnh ngặt nghèo hoặc thiếu y bác do cúng chúng nên bán để làm phước, nó nhận phạm tội gì? Đáp, nếu bị hư rách thì được nhận, không phải thì phạm sa đọa. Phẩm 10, hỏi về việc tỳ kheo qua đời. Hỏi, vật của tỳ kheo qua đời không đánh kiền chùy, không yết ma mà chi, phạm tội gì? Đáp, trong một thuộc trong cương giới một người trở lên đều được đánh kiền chùy mà yết ma. Nếu không đánh kiền chùy mà yết ma hoặc đánh kiền chùy mà không yết ma, hoàn toàn phạm tội khí. Vì sao? Vì vật của tỳ kheo qua đời đều thuộc tăng bốn phương, không được đích thân chi. Nếu ở ngoài cương giới thì năm người trở lên được yết ma chi, không cần đến kiền chùy vì không có cương giới. Bốn người trở xuống không được yết ma để chi, nếu chi thì phạm tội khí, phải đem đến trong chúng tăng. Nếu tự lấy đem đến chúng khác mới vào trong cương giới thì không phạm, khi ra khỏi thì phạm tội khí. Như vậy lại đến chúng khác, ra khỏi một cương giới thì phạm thêm một tội khí. Đệ tử đem vật của thầy đi cũng vậy. Hỏi, tỳ kheo qua đời đệ tử không lấy vật của thầy đưa cho chúng tăng, đích thân phân chia cúng dường chúng tăng, tăng có thể ăn không? Đáp, đệ tử ấy trước đây biết pháp thì có tội, ta không đánh kiền chùy, không yết ma mà ăn, phạm sa đọa. Hỏi, nếu thầy qua đời tăng yết ma chia vật đệ tử được chia không? Đáp, được, vì đệ tử là tăng chúng. Hỏi, thầy qua đời không có tăng khác, chỉ có đệ tử hoặc năm hoặc 10 được yết ma chia vật không? Đáp, được, chia, vì đệ tử tức là tăng nó được chia và đánh kiền chùy và yết ma, không làm như vậy thì không được. Hỏi, người bệnh qua đời vật của thí chủ cúng cho người bệnh còn lại người sau được lấy cho người bệnh khác không? Đáp, đây là vật của tăng, không được đích thân cho. Nếu lấy bằng với giá trị mới trị giá 5 tiền phần tuệ khí. Hỏi, thầy đưa đám cha mẹ anh em chết được khóc không? Đáp, không được, không một tiếng phạm tội đọa, chỉ có thể rơi vài giọt nước mắt thôi. Hỏi, thì khi tỳ kheo qua đời thì có mặt, khi yết ma không có mặt, hoặc khi chết không có mặt, khi yết ma thì có mặt, được chia phần cho vị ấy không? Đáp, kịp lúc yết ma thì đều được, khi chết thì có mặt, khi yết ma không có mặt thì không được chia. Hỏi, tỳ kheo qua đời người khác mua quan tài y phục cho để mai táng vào tội gì? Đáp, bạch tăng, tăng cho nên hoàng tăng cho tăng kỳ chi để che thân, ngoài ra đều thuộc của tăng, tất cả không được chôn, chôn được 5 tiền phạm tội khí. Nếu vật riêng của đệ tử thì được, nếu người biết mất biết pháp lấy vật đã được chia thì không có tội. Hỏi, cha mẹ bà con chết thì khi được lo liệu áo quần quan tài để chôn cất không? Đáp, đều không được. Nếu ngày cha mẹ mất hoặc bệnh không có người cung cấp đi khất thực được chia cho một nửa, nếu họ có khả năng thì không được thọ được cho thực phẩm, nếu cho thì phạm sa đọa. Cho vài cũng phạm sa đọa, huống chi mua quan tài để chôn cất. Hỏi, người bệnh qua đời y bác trước hết cho người nuôi bệnh nhưng không yết ma, người nuôi bệnh lấy bán làm cơm cúng tăng, tăng được ăn không? Đáp, chúng chưa yết ma mà ăn, phạm sa đọa. Nếu người bệnh không biết pháp làm xong mới yết ma thì được ăn, nếu chưa tác pháp thì chúng nên tác pháp. Hỏi, tỳ kheo mượn vật của người tỳ kheo đã chết được lấy vật để trả không? Đáp, tất cả đều không được lấy, nếu lấy phạm được kết la, phải bạch chúng, chúng trả thì được lấy, nếu chúng không cho mà lấy phạm sa đọa. Hỏi, thầy qua đời thì khác được xây tháp không?
Đáp Phật của mình được dùng, vật của thầy thì không được. Hỏi tỳ kheo được hướng về mồ mả của thầy đảnh lễ không? Đáp được. Có người vấn nạn, sống là thầy của mình, đã chết rồi, chẳng phải là tỳ kheo, chỉ là bộ xương khô mà thôi, vì sao phải đảnh lễ? Đáp nếu Phật ở đời nên cung kính cúng dường, sau khi ngài nhập niết bàn cũng chỉ là bộ xương khô mà thôi, vì sao lại cúng dường? Vì lúc thầy còn lúc còn sống đã đem giáo pháp làm lợi ích cho mọi người, sau khi thầy chết đảnh lễ có lỗi gì? Hỏi khi chia vật yết ma xong là có tăng đến được chia phần cho vị ấy không? Đáp nếu yết ma xong không chia thì không lỗi, nó đến kịp lần yết ma cũng được chia phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Kinh Trọng Sự Quyển Thượng.